Xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay nhà vườn em tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị mình một cái lô cần thăng ha. Cái này thì cái mã nó là mã Z ha, một Z. Đó, cũng là cái mã đầu tiên của video ngày hôm nay ha. Đó là một cây cần thăng dáng đổ nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp luôn ha. Thì cái lô này em cũng bán đồng giá là 500k, bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn ha. Thì rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây em xây một vòng nữa để em cho cô chú anh chị mình ngắm cái dàn phơm tàn củ đế ha. Đó, củ đế đặc nè, rất là to ha. Đó, so với bàn tay em nè. Đó, cái phơm này, phơm tàn ấm phơm luôn ha, rất là đẹp nha. Đó, cây dáng đổ ha, cũng bay bay. Đó, là em sẽ đo hông số cho chú anh chị mình xem nha. Đó, tổng hoành củ đế ở đây là 39 nha cô chú anh chị. Để em đo tiếp tới hoành eo ha. Khó đồ quá ta, quá tí quái. Chúng ta tạm mình cổ eo trên đây ha. Này, quạnh trên đây nó là 7 nha cô chú anh chị. Tên là 7 ha. Em đo tới cái chiều cao. Chiều cao của cây là 12. Đó, full cái tán bay đó là 29 nha. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k ha. Bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha. Cây rất là đẹp luôn ha. Đó, em xây một vòng nữa rồi em lên tiếp cái mã số 2Z ha. Rồi em lên tiếp mã 2Z nha. Em lên tiếp mã số 2Z nha cô chú anh chị. Cây này thì cây dáng cũng bay bay luôn ha. Đó, mặt trước của cây này ha, rồi em xây mặt sau. Đó, thân rất là quái nha. Củ đế quái ha. Đó, mặt trước mặt sau em cho cô chú anh chị mình xem cái củ đế ở đây. Đó, củ đế so với bàn tay em ha. Đó, rồi tới cái phơm tàn. Phơm tàn cây này cũng rất là ấm luôn nha. Đó, rất là ấm luôn ha. Đó, rồi em sẽ xây một vòng để em đo tiếp cái thông số của chú anh chị mình xem ha. Rồi bây giờ em sẽ đo thông số nha. Đây, hoành củ đế ở đây là 34 nha cô chú anh chị. Rồi em đo tiếp tới hoành eo. Hoành eo ở đây là 9 ha. Chiều cao của cây là 20. Đó, full tán là 26 nha. Thì cây này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500k luôn ha. Bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha. Đó, em sẽ xây một vòng nữa em lên tiếp cái mã số 3Z ha. Rồi em sẽ lên tiếp mã 3Z nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 3Z nha cô chú anh chị. Rồi, mã 3Z cũng là một cây cần thăng ha. Cây này thì cái cổ eo rất là to ha. Đó, củ đế rất là đặc luôn. Đó, rất là quái luôn ha. Em xây mặt trước mặt sau rồi em cho chú anh chị mình xem dàn phơm tàn. Đây, tàn rất là đẹp ha. Đó, tính phơm rất là đẹp nha. Đó, rồi em sẽ đo thông số của cây ha. Đây, tổng hoành củ đế ở đây là 39 nha cô chú anh chị. Để em đo tiếp tới hoành eo ha. Hoành eo ở đây là 7 ha. Chiều cao của cây, chiều cao là 26, tán ngang là 33 ha. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k ha. Bên em bao ship mã 3Z nha. Rồi em xây một vòng để em lên tiếp mã số 4Z ha. Rồi em xin phép lên mã 4Z nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 4Z nha cô chú anh chị. Ok, rất là quái luôn ha. Rất là đẹp nha. Đó, phơm thì ra phơm tam giác luôn ha. Rất là già luôn nha. Khá tí quái luôn nha. Heo rất là to luôn nè. Đó, rồi em xây em cho cô chú anh chị xem dàn phơm tàn. Đó, phơm ấm ra phơm tam giác rất là đẹp ha. Rất là quái luôn nha. Đó, rồi bây giờ em sẽ đo thông số cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây, tổng hoành củ đế dưới đây á là 43 ha. Để em đo tiếp tới hoành eo ha. Eo dính cứng quá trời luôn. Ngắt luôn ha, để em đo trên đây ha. Đó, hoành eo trên đây là 15 nha cô chú anh chị. Rồi em đo tiếp tới cái chiều cao. Chiều cao của cây là 28. Đó, tán ngang là 32 ha. Thì cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k ha. Bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha. Đó, uống Z ha. Rồi em xây một vòng rồi em lên tiếp cái mã số 5Z nha. Rồi em lên tiếp mã 5Z ha. Tiếp mã số 5Z nha cô chú anh chị. Ok, này củ đế rất là to ha. Đó, so với bàn tay em nè. Đó, eo cũng to luôn nha. Củ đế đặt rất là to ha. Em xây mặt trước mặt sau. Rồi cho cô chú anh chị mình xem dàn phơm tàn. Đó,
phần tàn cũng rất là ấm luôn rồi nha, nó rất là đẹp ha. Rồi bây giờ em sẽ cho thông số của chú anh chị mình xem ha. Đây, hoành củ đế rất là to nha. Đây, hoành củ đế, tổng hoành củ đế là 46 của chú anh chị, rất là to ha. Rồi đo cái hoành eo, hoành eo trên đây là 9 nha. Đấy, cái chiều cao của cây, chiều cao là 23, full tán ngang, full tán ngang là 33 nha cô chú anh chị. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k ha, anh em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi em xem một vòng nữa rồi em lên tiếp mã số 6Z nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ lên tiếp mã số 6Z ha. Rồi em lên tiếp mã số 6Z nha cô chú anh chị. Đây, 6Z cây cũng rất là quái ha, thân uốn rất là đẹp nha. Đó, củ đế khá to luôn ha, so với bàn tay em ha. Mặt trước em quay mặt sau của chú anh chị mình xem. Đó, rất là to nha. Rồi cho cô chú anh chị mình xem cái dàn phơm tàn đó ha. Đây, dàn phơm tàn rất là ấm đúng rồi nha. Đó, cây bên em là bao thân chậu luôn ha. Rồi em sẽ đo thông số cho cô chú anh chị mình xem. Đây, cái hoành củ đế ở đây á, hoành củ đế đây là 36 nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục hoành eo ha. Hoành eo ở đây á là 6 nha. Rồi đo cái chiều cao của cây, chiều cao là 21, tán ngang là 33 ha. Thì cây này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k ha, anh em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha. Đó, em xây một vòng nữa em lên tiếp mã số 7Z nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ lên mã 7Z ha. Rồi em lên tiếp mã số 7Z nha cô chú anh chị. Đó, cây quái rất là đẹp ha, quái nghề thật luôn nha. Đó, cực kỳ quái luôn ha. Đó, em xem mặt trước mặt sau, em sẽ đo thông số cho cô chú anh chị mình xem nha. Cái quái nghề thật, nhìn hao hao giống chữ gì đó ha. Đây, đó, phơm rất là ấm luôn nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Xây được một nữa rồi em đo thông số của chú anh chị mình xem nè. Cái quái nghệ thật ha. Đợi em sẽ đo thông số nha. Đây, tổng hoành củ đế dưới đây là 29 nha cô chú anh chị. Rồi đo tới hoành eo ha. Hoành eo thì bây giờ đo đại diện ha. Đây, đại diện cái hoành ở đây đi. Trên đó giờ nó quá chí cho anh này. Hoành eo là 5 ha. Chiều cao của cây, chiều cao là 23. Đó, full tán là 31 ha. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k ha. Bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha. Đó, em xây một vòng nữa em lên tiếp mã số 8Z ha. Rồi em lên tiếp mã 8Z nha. Em lên tiếp mã số 8Z nha cô chú anh chị. Mã 8Z cũng là một cây cần thăng của đế quái luôn ha. Củ đế quái nè, củ đặc luôn ha. Em so với bàn tay em nha. Cây này phơm rất là ấm luôn ha. Đó, mặt trước mặt sau rồi em cho cô chú anh chị mình xem cái phơm tàn của cây nha. Đây, phơm tàn rất là đẹp nha. Đó, kính phơm luôn ha. Đó, rồi em sẽ đo thông số cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây, cái hoành củ đế, hoành củ đế ở đây là 29 nha cô chú anh chị. Nói tiếp hoành eo ha. Đây, hoành eo đây là 7 nha. Chiều cao của cây, chiều cao là 17 ha. Tán ngang là 34. Thì cây này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k ha. Bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi em sẽ xây một vòng rồi em lên tiếp lại số 9Z nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ lên tiếp mã 9Z ha. Rồi em lên tiếp mã 9Z nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Củ đế nè, đặt củ đế luôn ha. Phơm ra phơm tam giác luôn nha. Đó, em xây mặt trước mặt sau em cho cô chú anh chị mình xem cái phơm tàn của cây ha. Đây, phơm tàn rất là ấm luôn nha. Rất là đẹp luôn ha. Củ đế rồi đặt nè. Đó, so với bàn tay em nha, củ đế đặt ha. Rồi em sẽ đo thông số của chú anh chị mình xem nha. Này, tổng hoành củ đế là 38 nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ đo hoành eo của cây ha. Hoành eo là 11 nha. Chiều cao là 21. Tán ngang là 33 ha. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k ha. Bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha. Đó, rồi em xây một vòng em lên tiếp mã số 10Z nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ lên tiếp mã 10Z nha. Quá đẹp cái này. Lên tiếp mã số 10Z nha cô chú anh chị. Thì mã 10Z cũng là mã cuối cùng của video ngày hôm nay ha. Đó, em chờ cô chú anh chị xem củ đế so với bàn tay em nha. Bự lắm. Bự lắm. Đó, rồi em xây mặt sau cây phơm ấm rất là đẹp nha. Ra phơm tam giác hết rồi ha. Đó,
đây cho cô chú anh chị mình xem cái dạng phơm tàn. Đây, phơm rất là ấm luôn nha, rất là đẹp ha. Rồi mình sẽ đo hông số của chú anh chị mình xem ha. Này, tổng vành của củ đế đây là 39 nha. Rồi mình đo tiếp vành eo ha. Đây, vành eo ở đây là 7 ha. Rồi mình đo tiếp chiều cao. Chiều cao là 25. Đó, full tán ngang là 38 nha. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k ha. Bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha. Đây. Thì mã 10Z cũng là mã cuối cùng của video ngày hôm nay. Thì em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em ha. Quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh của bên em thì bấm đăng ký ủng hộ giúp dùm nhà vườn bên em nha. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị mình rất là nhiều ha.